Hello. Xin chào bạn nhé, chào mừng các bạn đến kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay thì mình đang đứng ở một nơi đó là thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Một thị trấn rất là đẹp. Mình đang đứng lại sân sân vận động này và tòa thể thao, đây là tòa nhà thể thao các bạn này. Ở quanh đây thì rất là nhiều cửa hàng, quán và quán nước này, quán cà phê này, rất đẹp. Đây là sân vận động này, nơi đây tổ chức các hội nghị văn hóa ở đây này. Đây là nhà văn hóa này, thể thao. Đây là trường cấp 3. Đây có một cái hồ rất là đẹp, hồ bao quanh trường này, bao quanh cái khu nhà hàng rất là đẹp, kéo dài từ đây và dọc ra bên phía bên ngoài này nữa, chạy vòng vòng quanh nội thị. Đây, ở đây có rất là ít hồ. Ở đây có hai chú ngựa đang nhởn nhơ ngậm cỏ. Mình sẽ đi xuống dưới cảm nhận cái không khí mát mẻ trên này. Mường Khương được biết đến với lại nhiều món ăn, ví dụ như là thắng cố, tương ớt này, còn tương ớt Mường Khương rất là nổi tiếng. Rượu thì có rượu sắn lùng, nấu bằng men sắn. Sân vận động ở đây rất là đẹp, rộng. Hai chú ngựa đây có vẻ như là một con non hơn, con đằng sau là sẽ non hơn là con ngựa đằng trước. Hai mẹ con bờm rất đẹp. Các bạn ở thành phố thì chắc rất hiếm khi nhìn thấy con ngựa này, toàn nhìn thấy chú ngựa thành phẩm thôi. Ở đây thì là sân tập thể dục của các cháu học sinh trường trung học phổ thông ở đây. Hai chú ngựa rất là đẹp, bờm và cột ở đây, người dân cũng chăn thả ở đây luôn. Sân vận động này thì được sử dụng tạm thôi, sắc sau này sẽ cải tạo lại. Hai chú ngựa rất là đẹp nhé. Đây có vẻ là con ngựa mẹ này, đây có vẻ là con ngựa con này. Chúng ta có câu mồm chó vó ngựa, nên là chúng ta cũng không nên đến gần hay là đứng đằng sau ngựa này cả. Ngựa có một chú đá hậu rất là mạnh, lực sút rất mạnh. Đây, cỏ đây rất là xanh, thời tiết đây rất là thích các bạn nhé, rất là mát mẻ,
gió hơi hiu hiu một chút. Hôm nay thì có lất phất hạt mưa phùn phùn nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến cái cảm nhận của mình ở Mường Khương. Cảm giác thời tiết trên này rất là dễ chịu, rất là thích. Cảm giác khi ở trên thành phố, ở dưới thành phố đi ngược lên trên này thì cảm giác không khí đã thấy khác hoàn toàn rồi. Cảm giác hơi se se lạnh. Không khí lạnh hơi thổi và mát lạnh trên khuôn mặt. Mình đã cảm thấy rất là thích. Và khi lên đến đây thì cảm giác là như kiểu một cảm giác được 2-3 mùa trong một ngày vậy. Và không khí rất là trong lành nên là trải nghiệm những cái món ăn dân tộc trên này. Đây này chủ yếu người Giao và người Hà Nhì rất là nhiều. Nên trải nghiệm những món ăn đặc sắc của người địa phương ở trên này khá là ngon. Đây có vài nhà hàng rất là đẹp này. Đây như này. Đây, nhà hàng đầu tư và rất là đẹp. Ở ngay trước hồ có một điểm view rất đẹp. Mường Khương thì là một huyện cũng sát với biên giới. Trên này thì có xã Pha Long, Mường Khương, một giáp tỉnh, một xã giáp biên giới Việt Trung. Cửa khẩu Pha Long thì hiện tại đang đóng cửa rồi, chưa được thông quan. Xung quanh là toàn bộ là núi, đứng trên đỉnh núi rồi nhưng mà vẫn còn cảm giác xung quanh toàn là núi luôn. Không khí này rất là thích. Các bạn mà có gì Simacai thì có thể đi vòng qua đường Mường Khương này, đi qua Simacai để vòng qua Mường Khương để cảm nhận không khí trên này. Không khí rất là tuyệt vời, con người cũng rất là êm đềm, nhẹ nhàng, mến khách. Không khí cũng rất là trong lành, nhẹ nhàng. Và video của tôi đến đây xin phép được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.